bữa đi lập cái đảng riêng biệt hợp với mấy ông HO, có như hợp với những nhà lỗi lạc không à, luật sư rồi đóng toàn là nhà trí thức truyền thông rồi. Hỏi chứ đảng Thiên Việt khác gì với đảng Việt Tân, với mấy cái đảng vòng vòng ở đây, trời ơi, khác xa, đâu có giống. Cái này là của chung dân tộc đoàn kết quốc nội hải ngoại Bắc Trung Nam cộng sản quốc gia, và nó có cái nền đạo đi sau lưng để mà xây dựng đất nước. Ở kia là cá nhân phe phái, nó chỉ giành quyền thôi, nó lên nó có khác gì bây giờ đâu, mà nó đúng rồi khác. Cho nên và đồng thời á, hỏi chứ chỉ có khác gì Hoàng Cơ Minh hay là Đào Minh Quân đang xưng là Minh Dương ở dưới, khác xa. Vì chuyện này là cái chân mệnh là thiên tử thiệt, có bảy dòng hầu an, còn mấy ông đó là đen thui như chó mực, nó còn gạt dân mỹ dân nữa. Hoàng Cơ Minh xưng có lúc thì xưng đức thầy nha, bữa nay thì xưng là sư phụ, là Minh Dương á, đại ca coi tôi sắm cơ đó, giống như tưởng tượng nhiều quá bị điên đó ông đó. Rồi bữa thì xưng đại tam quốc gia, cũng có website cũng này nọ này khác xa, làm sao mà giống được, không giống. Nên những cái câu hỏi mà rồi cái nói ô Việt lớn lên ở Mỹ, ở Việt Nam thì tiếng Việt quá, bây giờ tôi nói tiếng Việt cũng được nè, tiếng Mỹ thì khỏi nói rồi, tôi ra tò tôi còn đuổi mấy luật sư trước mặt ông tò, ông quản tôi ra tôi cãi mình tôi thắng luôn. Lập lên sự nghiệp 10.000 đô coi coi như không có tài đi, nhưng mà tôi có từ bi, lấy từ bi xóa bỏ hận thù đoàn kết dân tộc Bắc Trung Nam và hải ngoại, tôi có cái đạo đức để mà tôi phục chúng, tôi có bác ái để mà tôi không có gây hấn hay là mít lòng với lân bang, và dùng bác ái để mà đem đầu tư vô nước Việt, tức là mà công bằng bác ái. Không, mấy anh có tài gì, cho nên nhiều người đã hỏi hết nhiều câu rồi, chứ có ba thứ đó: từ bi, đức độ và bác ái để mà trị dân, là một đưa nước Việt cường thịnh lên. Sư phụ nói là chỉ cần 3 năm là sư phụ sẽ xây dựng nước Việt mình trên đống đổ nát đi lên được, thì làm sao mà khả quan được trong 3 năm? Thứ nhất thì mà con đoàn kết dân tộc rồi, thứ hai con bắt tất cả những đảng viên hối lộ, có nhiều người có cả chục tỷ, có những người có 100 triệu, thì bắt họ cứ khai ra và đồng thời đóng thuế 35%. Thì quốc gia mình một thời gian đầu, năm đầu á, những tháng đầu trước tiên là con có thể cả vài trăm tỷ để mà phát qua phe, tức là những cái người nghèo á là có tiền rồi, và đồng thời những cái bệnh viện miễn phí của chính phủ sẽ mọc ra, dân vô đó không có tốn đồng nào hết, không, song song có những bệnh viện tư của họ thì kệ họ, nhưng mà mình phải có những bệnh viện là không đồng, bác sĩ Mỹ về, những cái cấp trưởng á là cho những người y tá và bác sĩ Mỹ về, những cấp phó thì để mà học nghề, để cho họ không có ăn tiền. Chứ bây giờ đã nói dân nghèo không có tiền, vô nhà thương tiền là hối lộ cho y tá bác sĩ, thì mấy cái đó mình làm trước, thì khi những cái hiện tượng đó nó sẽ xảy ra rất là lẹ. Sau đó làm sạch cái nguồn nước, tại cái nguồn nước đó, nó làm cho con người bệnh, mà con người bệnh, một người bệnh là gánh nặng của sư phụ, là 4 người phải nuôi. Cho nên giờ đầu tiên là con phải bán những cái nhà rẻ tiền ở Sài Gòn mà nó xây hàng lố, hàng chục tỷ, cả nghìn căn mà không người ở, cho những cái người Sài Gòn trước 75 sanh trưởng ở đó, để mang cái tiếng nói Sài Gòn về và mang cái thành phố náo nhiệt trở lại. Tức là người Sài Gòn phải trở về Sài Gòn, cái đất nước nó thụt lùi 50 năm, con muốn tiến bộ con phải đem nó trở về bằng lại cái đã. Con phải đem cái Hòn Ngọc Viễn Đông lại, cái Hòn Ngọc Viễn Đông bữa giờ bị rong rêu rồi đóng, phải không? Con phải ra già cho nó láng lại, đó là chuyện mình phải làm vậy. Rồi sau đó, song song, cái thằng Tàu nó chết queo, ai dám chế nó. Người Việt Nam mà người thứ nhì thông minh, Á Châu, tay cần cù,
cộng với 6 triệu chất xám ở ngoài nữa. Trời, 3 năm là hơi lâu quá, đói cho phụ. Trời, mình có đầy đủ hết, cha mẹ đã sắp sẵn cho phụ rồi. Tính rồi. Chưa tính là những cái mỏ vàng mỏ ngọc mà trong kinh sấm nói thì mấy vị nói có, nhưng mà mấy vị rất là giữ bí mật, không có cho hữu biết là làm sao, quá không. Ba năm là hơi lâu quá con. Mình đã có sẵn 6 triệu rồi. Bây giờ cái đứa mà nghèo nhất ở Mỹ này á, thì bộ bảo đảm nó cũng có trên 1.000 đô ở trong nhà băng, đúng không? Và cái vé máy bay về Việt Nam, đứa nào mà đi về Việt Nam á, mà đưa một cái nền kinh tế về Việt Nam, mỗi đứa xài 1.000 đô ở trên nước Việt đi, thì lấy 1.000 đô á, nuôi được cũng mấy gia đình rồi. Còn bây giờ á, chả ai dám về á, cho nên Sài Gòn như là tha ma vậy đó, vắng lặng điều hiu. Người của mình đem nền kinh tế của mình. Kinh tế là cái gì? Bây giờ con có thể làm một cái nền kinh tế giữa sa mạc, chỉ cần 10 đứa thôi, 10 đứa. Ok, Trinh thì bán gạo, con thì bán nước mắm, Nga thì bán tiêu, tức là đứa bán rồi 4 đứa nhập lại là nền kinh tế rồi, đúng không? Thì mình cũng có thể tự làm một nền kinh tế riêng của mình, mà không chỉ mình 6 triệu quá trời luôn, dư sức. Mấy vị nói á, sau này con á, đừng có ý là Mỹ, sau này Mỹ nó còn nghèo hơn con nữa. Mấy vị nói với bộ vậy đó. Thiệt á, mình thấy Mỹ đen đẻ nhiều, nó ngoài phe không quậy quá. Mỹ trắng càng nghèo đẻ ít, thì lá phiếu nó ít. Thì mai mốt mà thêm một ông Obama mà lên nữa, thôi nước Mỹ thì chắc tiêu quá con. Nhưng mà nó phải, ông Trump phải bình địa lại dùm cho hộ cái thế giới. Rồi lúc đó nước Việt mới mạnh lên, rồi lúc đó mình rút về bản đó. Nó có hai đoạn đó, đại ông thủy nữa, nổ ra nữa. Có một điều cái vị thường nói hộ hoài, nếu hộ cứ hỏi làm sao mà xảy ra được. Những cái gì nói cơ trời đi rất là di diệu, rất là huyền bí. Nhưng mà nhìn là cái trái đất này đi, từ lúc thụ lên mạng tới giờ, con thấy bao nhiêu chuyện xảy ra mà con người không giờ biết trước được. Cả hôm nay nước Nga bây giờ cũng sắp tiêu á, ai biết trước được. Nước Tàu cũng vậy. Thì chuyện của mình mấy vị nói làm sao nó như vậy. Kêu mình hôm nay lập đảng thiên biệt thì mình cứ việc lập. Kêu mình nói cái gì thì mình nói. Chứ cha đâu có nói nhiều để cho phụ lên trên mạng này nói tùm lum đâu. Cái gì chỉ nói vừa đủ để cho có cái sự hình giống như định hướng thôi. Còn câu chuyện xảy ra thế nào đâu biết. Nhưng mà một lần phụ biết được cái gì thì phụ nói trước. Giống như sắp có Covid Việt Nam, hết Covid Việt Nam thì phụ xin thừa nói trước. Rồi giống như bây giờ cái gì nói nước Việt nó còn khổ nữa, và trong những ngày kế tiếp là còn khổ nữa. Một cái câu đó thôi, nếu mà một người mà hiểu tiếng của sư phụ nói là phải biết sợ, là đâu có dám mua nhà đầu tư Sài Gòn, sẽ còn khổ nữa mà, chứ đâu phải nói là ngưng. Mà hôm nay mà Việt Nam mà đã khổ vậy rồi mà sư phụ còn dám nói là còn khổ nữa, thì những nhà đầu tư có ai mà dám bung tiền hàng triệu để làm nữa không? Làm nữa là chết lớn nữa. Tại vì cái chân mệnh thiên tử chưa có về nước, thì Thiên Long Bát Bộ đâu có với mấy vị thần thánh, người ta chưa có về đó, người ta chưa có giúp. Chết không chết, sống không sống, ương ương dở dở vậy đó. Anh thường thủ nói việc còn khổ nữa. Còn Việt Nam nó kinh tế phát triển GDP lên rồi. Thì bánh vẽ trong không gian ai ăn cũng được, mà no hay không thì chỉ mỗi người. Mỗi ngày ra quán cà phê mấy cái bánh vẽ này dễ hay đó. GDP lên, di mặt đầu tư gì đó. Thì cho nên bây giờ mà họ kéo dài cái thể chế đó, là nhờ cái tài nó láo giỏi. Còn dân đói thì cứ để dân đói. Mấy câu chuyện mà xưa giờ mấy đứa nít mà cha mẹ nó chết Covid, giờ khổ quá, không có nước uống, nước cha đâu nhiêu tiền đâu vậy mà giờ uống nước ao vòng vòng ngoài đường rồi lụm bậy bạ ăn. Cuộc đời cùng cực của những đứa bé. Cho nên nói cho hụ biết là hiện bây giờ đảng Cộng sản
họ nghĩ ra trăm ngàn mưu kế để mà giữ lại cái thể chế. Thì dĩ nhiên họ có cách họ nghĩ, tà mà nó muốn nghĩ kiểu nào nghĩ mà có được hay không. Chứ không phải không mà nó buông rồi cái hải ngoại đi về rồi nắm chính quyền rồi muốn làm gì làm. Không có con chuột nào mà nằm trong cái hũ nếp mà nó chịu bò ra hết trơn á. Nó lúc nào cũng suy nghĩ trăm ngàn mưu kế. Ngày mai nó chết, nó biết bữa nay nó cũng phải suy nghĩ làm sao mà nó triệt hạ sư phụ để mà nó giữ lại cái thể chế. Đó là như vậy. Ở trên đã nói trước rồi đó. Không bao giờ họ buông, họ bỏ cuộc. Ăn ngon quá làm gì bỏ cuộc. Có một cái là họ chỉ là một con ếch mà đã giếng kiếm á, không bao giờ chống được trời. Nếu mà chống được cả thế giới đâu có như vậy. Nếu mà chống được á, ông Trump bị vùi dập vậy á, mà cuối cùng cũng vẫn hiên ngang bước vô tòa Bạch Ốc. Bộ nhìn nó không biết sợ à. Nếu mà nhìn Trump thôi là biết sợ thiên đức kiệt này rồi. Chứ còn cái họ không biết nhìn. Mỗi ngày coi tin tức coi cho có cho chẳng có, có phân tách, chẳng có hiểu. Nhìn ông Trump thôi thấy quỳ nhiều rồi đó, là biết phải sợ thì những lời của thụ nói. Chứ tổng thống mới này mà lên cái đất nó quay 360 độ, quay chừng mấy chục vòng, lật lên cũng như lật vỏ cua vậy đó. Lúc đó muộn rồi. Đây, mấy vị em mà ngưng nha, mấy vị học lúc nào cũng nha, cũng hoa trái. Chứ mình em vô cái hàng hóa. Cái này là quê nhà của em. Bây giờ là nhiệm vụ chính của thụ là đi chiêu hồi những đảng viên có tinh thần yêu nước và đồng thời tìm những người có trí thức để mà gia nhập vô đảng Thiên Việt, và mỗi người giữ một cái chức vụ, tức là được phong chức trước vậy đó, có thể có lương nữa đó, mà không biết cái quỹ nó mà lớn thôi. Rồi sẵn sàng phải không, rồi cũng họp hành tối ngày, cho nên những ngày kế tiếp thì nó sẽ bận chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Bài kính thiên bữa nay bắt đầu đi qua phần đời rồi. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, lấy là phải làm chứ không phải là nhớ, tức là nhớ phải không, lấy. Cho nên lời của Phật nói một nghĩa là nó sâu sắc. Cái lời mẹ khuyên, nhân sanh quả báo, nhãn tiền luân hồi vay trả, truyền miên kiếp người. Đúng rồi, vay trả trong lục đạo, truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian. Vừa đạo và vừa đời, nghe cũng hơi khó. Hồi xưa lúc đầu nghe cũng khó hiểu, bây giờ thấy cũng hiểu rồi đó. Thấy không, đạo là lập ra cái đạo. Đời bây giờ bắt đầu đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sen. Nó trùng với cái câu mà tiên cơ của mẫu Liễu Hạnh đó, thầy tu mở nước vậy thì bây giờ mới hay.
thì nó cũng giống câu này rồi, này nắm giữ hang. Thầy tu là người lãnh đạo của một tôn giáo mà cũng là lãnh đạo của một quốc gia, thì nó trùng với câu Thánh Mẫu Liễu Hạnh là thầy tu đi mở nước, tức là dựng lại một cái quốc gia. Thầy tu cầm mỏ thì sao mở nước. Vậy bây giờ cũng trúng rồi đó. Rồi đây nắm giữ giang sen, lo cho quốc thái dân an lâu dài, phải lâu dài nghe, mấy nghìn năm, lo cho cơ đạo ngày mai. Thì khi sư phụ lên nắm chính quyền, sư phụ sẽ lập ra rất là nhiều trường đại học thiên tâm, giống như trường Harvard vậy. Cái thằng dở nhất nó giữ giới luật thứ nhất, cho nó làm chức bộ trưởng là nó không có dám mà hổ lộ rồi, lấy nhân lợi nghĩa chí tính. Còn hơn bây giờ mấy ông lãnh đạo có biết nhân lợi nghĩa chí tính là gì đâu, chứ phe phái thôi là tiện thôi. Thì thằng dở nhất là cũng ra làm gì cho quốc gia. Lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Sau này ngài chúng sanh sẽ biết là tất cả thế giới đều biết. Ngài sư phụ mà đi về trời á, cả cái thế giới này sẽ khóc. Chứ không phải như mấy bác lãnh đạo mỗi ông bây giờ đi xuống địa ngục là cả nước Việt ai cũng cười. Đâu có ai, đâu có ai liên tiếp mấy ông nội Việt Nam mà ẹt đâu. Mới gọi là ấy là trời Phật linh thiêng, nghĩa là mục đích bề trên cho lộ hết những cái quyền cơ của thời này ra, thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà sổ số phải sổ, sổ trước khi sổ thì phải như phải giữ kín phải không? Bây giờ phải có người sổ, sổ để cho người ta biết, để người ta gần lễ tâm linh. Cho nên thiên tướng kiệt này là cái cầu nối giữa cõi người, cõi trời. Còn bữa nay mình nói thêm cõi dưới nước. Có công chúa ngồi đây phải không? Long cung đây. Cho nên chú hữu là cái cầu, con bả là cái cầu nối cõi nước với cõi đất của mình. Hữu nói cõi không gian với cõi đất. Y chang luôn. Để cho mọi người biết là trời Phật linh thiêng. Chứ còn bây giờ á, nước Việt Nam á, mất đạo đức, không có biết trời Phật là gì hết. Cây cỏ, cọng cỏ thì tin Phật nào mà đi giúp một ma tăng mà làm giàu con. Vậy mà chúng sanh ngu, Phật ngồi đây vậy mà chửi. Vô nhà thờ thấy tượng như hụ á, thì khấn. Nghe tên sư phụ thì chửi. Thì chúng sanh nó vô minh vậy đó, siêu ngu rồi vậy. Nên mục đích lộ cơ là để cho nhân loại gần với trời Phật. Gần là gì? Gần là biết sợ. Biết sợ là gì? Biết sợ là không dám ăn hối lộ, không dám tham nhũng, không dám làm bậy. Đó. Thì trời Phật linh thiêng. Đức thầy xưa cũng quái cái thế gian này lắm, là quỷ dương lộng hành chẳng nể thần tiên đó, thì cũng giống vậy. Thời nay quỷ dương lộng hành đâu có nể thần tiên đâu. Ấy là trời Phật linh thiêng, gắn cơ mở đạo khắp miền nước non. Lúc thời xưa, cái bài này năm 1979 tại trại tù Nam Hà, Bắc Hà Nam Ninh, nước Việt. Thì lúc đó ngài Địa Tạng đi trước, thì tiên nữ đi một dọc thì mẹ mới phán xuống bài này. Lúc đó sư phụ còn lên đên trên biển 14 tuổi. Bài này có lúc sư phụ 14 tuổi. Gián cơ mở đạo khắp miền nước Nam, nước non. Cái những năm đầu mà đức thầy mới dị về nhận dạng sư phụ, nói sư phụ là phải lo chuyện đời chuyện đạo rồi, thế này nọ không có được. Đi tu xưa đến tạo đầu đi tu cho nó khỏe phải không? Thấy thằng gái đẹp nhiều quá nhức đầu. Cười cười. Chiều nào bà cũng lạng lạng ngay chỗ ôi sư phụ à. Tấu mà chứ đâu. Cái con ghê cứ lạng lạng quá. Chạy sẽ trắng. Ai gái mình nói tiếp. Gián cơ mở đạo khắp miền nước non. Thì hồi đó mà không có hiểu. Cái mày nói. Thời đó nó chưa có YouTube, chưa có Facebook, chưa có gì hết. Mình làm sao mà khắp miền nước non. Mà nước mấy gì nó không phải là nước non chỉ nước Việt nha. Nước nào cũng sẽ biết sư phụ hết.
mình không tin, mình nói làm gì mà khắp thế giới biết được. Vậy mà hôm nay con thấy không, lúc đó chưa có Facebook, chưa có YouTube, thời đó giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Thì bây giờ mỗi tiếng nói lên đó là khắp miền nước non ấy, thì giờ khắp thế giới ai cũng biết bài kinh thiên. Trở lại cuốn kinh Thiên Tâm á, bây giờ sửa lại để mà tu chỉnh lại cho nó suông ngắn hơn. Nhưng mà hồi xưa đó, cuốn kinh này đã được mẹ với Phật Bảo Âm với tất cả các chư Phật đã đọc qua, thì đã approve rồi, đã ấn chứng cả mới thành cuốn kinh Thiên Tâm, có sám hối và có kinh Địa Mẫu chung với kinh của Đại Thừa. Kinh Địa Mẫu mục đích là để cho họ biết về cha mẹ và đồng thời biết về cái thời Hội Long Hoa. Còn kinh Đại Thừa là để cho chúng ta có phần tinh tấn và học Phật. Thì Đạo Thiên Tâm là thờ Thượng Đế và học Phật. Thì cái bài Kính Thiên, lời của Phật, một chữ nói thì là kính. Thì hai bài Kính Thiên là quá rõ ràng của mẹ với của cha. Thì hai cái bài đó là kinh, cho nên tất cả hội thiên phải thuộc lòng hai bài đó. Cho nên bây giờ là cuốn kinh sẽ sửa lại là hai bài đó là phải đọc chính trước khi vô đề. Bây giờ Ngân đang làm đó, chứ sau này không biết ai sửa lấy ra đó. Hồi đó mẹ kêu bỏ vô, người ta không thuộc bài Kính Thiên, đọc nguyên kinh người ta đâu có hiểu. Ta đâu hiểu là người ta hỏi thiên rồi, bây giờ hai bài Kính Thiên đã đảo lộn cái thế giới. Là nhờ bài Kính Thiên, Kim Chỉ Nam là bài Kính Thiên. Nhưng bài Kính Thiên là kinh đó nghe, phải thuộc. Nhắn cơm ở đạo khắp miền nước non, thì bây giờ đi khắp miền nước non. Kính Thiên mẹ chiếu cho con, có nghe là bài đó viết cho sư phụ. Thế gian này chỉ có một thiên tử xuống trần, có phải đi cầu giống như một cục đá trong một đống đá trong cái dãy ngân hà trong vũ trụ. Thì cha chỉ cho có một mình sư phụ xuống, cho nên nói ngoài kia ai mà xưng thiên tử này hay là thế này thế nọ đều là giả đó. Ai cũng ham hết trơn á, nhưng mà có làm được cái gì không, có cái khả năng gì không nữa thì chánh kiến phải coi. Kính Thiên đã chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa. Từ năm 79 mẹ dùng cái chữ không còn bao xa. Không còn bao xa, bây giờ lúc đó tôi 14 tuổi, bây giờ 55, 56 tuổi. Đâu có nhiều đâu, mới có 4 mấy năm mà đâu có bao xa. Đã trên trên cơn nhớ thoảng là 100 năm của mình, như vậy nữa nửa cơn nhớ thoảng, đúng rồi, mẹ nói đúng, không còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, thì lo sao xây dựng nước nhà, thì hôm nay thiên biệt ra để xây dựng nước nhà. Giống như bữa giờ mình vẽ cái căn nhà, mình vẽ bằng computer phải không, giống như AutoCAD vậy đó, vẽ ra mấy cái tụi AutoCAD nó vẽ ra cái mô hình nhà. Bây giờ mình đem xi măng tới, đem gạch tới, bắt đầu kiến trúc sư nó vẽ nhà. Bây giờ mình đem tới mình xây cây gỗ rồi tới. Lo sao xây dựng nước nhà, thì đó, nước nhà thì bữa giờ cũng nói mấy ông báo quán này. Lo cho bá tánh quan ca cuộc đời. Mấy con nước Việt thấy bây giờ có quan ca không, có không? từ thành phố tới thôn quê đâu có ai có nụ cười đâu, đâu quan ca. Nhưng mà sau này 6 triệu người chúng ta mà về nước là quan ca cuộc đời thiệt á. Trời ơi, lúc đó dân ra phi trường đón, mấy con nhớ mặc áo dài kiểu này nha. Quan ca cuộc đời. Không quan ca thì phải tái sanh lại á. Tại vì có những người trời muốn xuống làm mấy chuyện vĩ đại này thôi, chứ người phàm á khó làm lắm. Không phải là mình nói họ không có tài, cái tài của thế gian
nó giới hạn lắm và nó không có lòng từ bi, cho nên họ làm tới gì đó họ chấp, từ đó họ thành độc tài thành ra làm sai. Đó là cái học thức thế gian vậy. Còn người trời làm có thiên long bát bộ gia hộ, có những vị thần uyển chuyển để cho mọi việc nó thuận lợi để mà gáp nói. Một đời này là xong 3 năm, huống hồ chỉ 30 năm, còn dư 27 năm thôi sẽ giống như Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên núi ngồi. Còn chư mẫu rồi lúc đó cũng kiếm cái hang động kế bên gõ mỏ để bả ngoài bả đi Long Tông, bả làm mất danh hữu, mất danh của Long Dương làm sao không? Ở tu luôn quá không, tu nổi không? Đó đọc kinh cũng hay lắm á, tu phải tu chung chứ. Tu ham tu lắm à, đi về trời ngồi là bay về luôn vậy đó, chứ mẫu là ngồi cái là bay lặn xuống nước. Chứ giờ chỗ đi tu bỏ bả ngoài đâu được, đi tu luôn. Nên không biết. Tại có một lần nói chuyện qua chuyện lại với mẹ vừa rồi đi tu, mẹ nói trả nghiệp cho nước Việt đi, rồi con muốn đi tu muốn làm gì làm. Tức là sư phụ bị cái nghiệp của nước Việt á, hồi xưa giết chim thành nhiều quá, lúc mà thời làm vua Minh Mạng cũng là lệnh ở trên kêu làm thì mình mới thống nhất dân tộc tới mũi Cà Mau, bây giờ bị cái nghiệp phải trả nghiệp cho nước Việt. Không biết trong lịch sử nhân loại người ta thương vua Minh Mạng hay ghét ổng ta? Thương có ghét có à? Ừ. Ồ, ghét nhiều nhiều lắm. Cho xả nghiệp trở lại. Nhưng mà Minh Mạng là giỏi đó sư phụ. Cái thời vua Minh Mạng là phát triển. Nhưng mà cái ác cũng là cái thiện là cái ác. Vua hỏi mấy gì thì nhiệm vụ làm mà thì cũng độ cho mấy cái người đó hết. Trong mắt sư phụ tất cả các lãnh thổ của Việt Nam vừa đầu thai vô nước Việt làm vua cũng 4-5 lần, và những lần vua là đều là để mà cho đừng có bị diệt chủng, tại vì xém chút mình bị Tàu nó tấn công nó diệt chủng thì cha gửi xuống để mà ngăn chặn, cho nên cái giai nào cũng là anh hùng thứ thiệt không cùng với đức thầy. Nó mở ra tới mũi Cà Mau cũng là sư phụ. Còn cái đám con đám cháu bây giờ nó lên nó nắm chức đảng viên, nó bán nước của sư phụ, rồi nó hoành hành, nó muốn làm gì làm, nó coi sư phụ ra gì nữa. Nó cũng chẳng thờ sư phụ nữa, nhận vật làm cha đi thờ Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là bán nước, là Hồ Quang, là người Tàu á, anh vô mình vậy đó. Và bây giờ mấy vị kêu phải lấy ăn báo oán, có nghĩa là không có trừng trị họ, nó giống như mấy đứa con bất hiếu mà không có phạt nó sợ sợ, cho nên giờ sư phụ nghĩ ra cách phạt rất là siêu. Sư phụ tấu lên trời rồi, ba vàng gì ba chúc ba vàng vậy đó, của ông Thích Chúng Minh á, cho hết đảng viên vô đó ở, nấu đồ chay không á, không có cho đồ mặn. Chuông với mỏi cho mỗi ông 3 bộ đồ làm, vô đó ở 3 năm. Không biết làm sao làm, mà khi sư phụ về trời á, dân á, không có oán trách sư phụ, mà mấy ông này cũng không có bị đọa địa ngục là được rồi. Chơi vô ăn chay đọc kinh không, ông nào đọc không được thì gán là đọc, tại vì ham đi ra khỏi chùa là bắt buộc là phải thuộc chú Đại Bi à, đích thân sư phụ nghe. Ví dụ bắt chính cũng vậy nữa, ok, bán thuộc nghe, bắt chính, thưởng nữa. Hết nào cũng thuộc lòng Đại Bi hết. Bắt đầu nó thuộc Đại Bi nghĩa là bắt đầu hiền lại liền. Mà
một cái xã hội của nước Việt gần 80 năm, lúc mà Hồ Chí Minh ký hợp đồng với cha để mà sản nghiệp, không có gì gọi là thật, cái gì cũng là giả không à. Mà tại sao giả mà người ta lại theo, người ta lại tính? Tại vì không có trí khôn, không có trí tuệ. Chủ trương của các Mác là ngu dân mà, để cho họ dễ cai trị. Dân ngu chừng nào thì họ dễ cai trị chừng đó. Cũng giống như nồi đám heo đám gà mà nó chỉ ăn thôi, dễ cho ăn vậy đó, mà nó đừng có ủi, đừng có phá chuồng này. Chính sách của các Mác Lenin là vậy, nó làm toàn thế giới, nên nó thấy Cuba bây giờ dân ngu, ngu đến nỗi mấy tướng bự con á còn đi sắp hàng trên bánh mì cái kẹo, rồi ngu đến nỗi mà thấy mập uẩn đi tới đâu á cả đống dân đứng khóc, khóc thiệt á, nghe giống như đóng phim vậy đó, mà phim lô bịch luôn á, nhìn thấy tức cười. Tại vì ngu mới trung thành, cũng giống như ngu quá đó thì thành ra trung thành, thì không có lật đổ. Mục đích của họ làm sai, họ biết dân sẽ lật đổ, nhưng mà trời Phật đó, linh thiêng mà, đâu có để cho nước Việt con rồng cháu tiên ngu chỗ đó. Rồi năm năm nay thụ lên tiếng nói, chắc cũng khai trí cũng được nhiều người đó. Không lên nói thì giờ nhiều người cũng chả biết mình đang ở vào thời đại nào, cũng biết là tương lai sẽ đi về đâu. Bây giờ biết tương lai rõ ràng rồi đó, hết bị cực tới sắp tới Thái Lai nè, rồi hết kinh tế sụp đổ, bây giờ tới Việt Kiều 6 triệu người ồ ạt vô nè, biết bao nhiêu công ty mà nó rời khỏi ta một năm nó làm chừng cái chục nghìn tỷ đô á, nó sẽ đổ vô Việt Nam nếu sư phụ về. Tại nó biết một lãnh đạo của nước Việt mà người mà gốc từ Hai Thác nữa thì là cùng tiếng nói với nó, thuận nói chuyện với thằng CEO của Intel hay là TSMC hay là tổng giám đốc của Samsung, mày nói tiếng gì sao mà cũng hiểu, thì làm sao mà nó không thích. Ok, mày chế con chip Micron nước tao đi, con chip này bản quyền thì mày giữ đại khái vậy, thì nó nói ra tiếng gì nó thẳng luôn, yes or no trên bàn là xong. Còn bây giờ mấy ông nội gửi một đống mấy người tiến sĩ thạc sĩ đi họp về Hai Thác, chẳng biết hiểu mấy cái danh từ đó là gì. Nano rồi cũng chẳng biết, wafer pháp rồi cũng chẳng biết, silicon wafer robot rồi đại khái. Thì một lãnh đạo nước Việt mà nói tiếng Hai Thác thì mấy thằng Hai Thác nó khoái, tại vì nó hiểu được rồi, mình biết được nó lợi nhiêu nữa. Trời ơi, bây giờ con chip nó lời khủng khiếp, một cái wafer 300 mm hả, nó làm ra nó cắt là nhí mà bỏ trong cái sim điện thoại mình á, một cái miếng bánh bự như này, thấy hãng cái hộ làm á, nó cắt nhỏ ra rồi nó cưa nhỏ ra, còn là Hai Thác phải không? Trời ơi, nó bán lời biết nhiêu nữa không, mà nó chạy là robot không có gì đâu, lời khủng khiếp. Cho nên nước mình chỉ cần một cái TSMC giống như kiểu Đài Loan là Taiwanese Micron Semiconductor, sau này sư phụ sẽ bắt hãng đó đưa cái bản quyền ra, mình làm nước Việt gọi là Vietnamese Micron Semiconductor, thì mình viết chữ tắt là VNMIC đó, Vietnamese Micron Semiconductor, là lúc đó là mình chùm thế giới luôn, một hãng thôi, là mình không cần làm ruộng. Lúc đó mình ăn bánh mì với bơ sữa thôi, tại vì giàu quá rồi không có cần làm ruộng nữa. Trời ơi, một cái máy nó chạy một cái wafer thôi là nó bằng mấy nghìn nhân công đi làm một cái thửa ruộng cỡ 100 mẫu, còn có tưởng tượng không, đủ cực kỳ nhiều tiền, dễ ợt à, không có gì khó. Ở nước mình á, nó có cát trắng nữa, cát trắng nấu ra cái khuất á, tại trong đó nó sợ nhất là contamination, cho nên nước mình đầy đủ quặng mỏ hết. Mấy tivi dễ ợt, có gì đâu, làm cái khuôn để xuống, giờ con thấy cái tivi nó bán có mấy trăm bạc. Cho nên khi đồ điện tử nó ra hàng loạt rồi, đâu có gì hư đâu, máy không. Còn Việt Nam mình trâu rồi, thấy cày ruộng làm lúa,
mấy nghìn người là làm thu hoạch vô, tính ra cái bồ lúa bán không ở tới $100,000, còn nó chạy ra một cái quay phở đó thụ nghĩ nó bán cả mấy trăm nghìn, mà trong khi tích tắc mà nó ra một cái, tích tắc nó ra một cái. Bởi vì nước Đài Loan nó giàu là vậy. Sau này sư phụ nói với cha đó, cho mấy ông anh của sư phụ, tức là người GFO á, mấy người xám á, hey, anh hai xuống dạy cho thằng em Út này một chiêu á, dạy nhẹ nhẹ thôi là mình còn hơn, là giống như Elon Musk á, nó chuyện được GFO á thì nó mới biết được SpaceX rồi Tesla đó. Rồi mấy ông anh của sư phụ là ở mấy thành tinh khác, thì phụ thành tinh này thì thành tinh này qua thành tinh này cũng dễ mà, mấy ông khôn hơn người mình. Sau này thụ dụ mấy tỷ phú Mỹ, Elon Musk nè, Jeff Bezos nè, Facebook nè, hết luôn phải không, vô quốc tịch Việt Nam, cho nó cái chức nhỏ cũng giống như cái ông đóng phim mà The Terminator đó. Cho mày chức đâu sao đâu, cho mày làm 4 năm nó phải chức là vô quốc tịch, đã đem công ty nó vô hết, tức là mình phải mở rộng ra phải không? Tại nước Mỹ này đâu phải là của người Mỹ, nước Mỹ là của thế giới. Người có tài là vô nó cho quốc tịch. Rồi là những người 1 triệu người có 1 2 người có tài thôi, đâu phải lúc nào cũng có ông bầu đâu không? Toàn là ông thợ thì nhiều với ông phá hoại thì nhiều. Còn ông bầu chỉ có vài con thôi. Còn Việt Nam mình không có ông bầu. Lọt ra ông bầu mà loại là bầu nhí thôi, nó cũng đem đi làm thịt. Có bà Lan với Dạng Thịnh Phát với ông gì bán nước rồi đó, chùm bê rồi đó, là thuộc ông cũng thường thôi, mà ra con nào là không đủ mấy ông nội đó xào bột nhậu á, thì làm sao mà dân không đói. Nên nhớ, một con ông bầu có thể nuôi được cả triệu người, mình 100 triệu người mình chỉ cần 10 con thôi là dư sức họ nuôi được thì là khỏe rồi, mà lấy tiền thế của 10 người đó mình nuôi. Nhưng tại sao nhà sau này về nhà đất Việt Nam ai làm chủ là làm chủ luôn, chứ không có chuyện 50 năm. Cũng giống như đất này là những cái dòng họ giàu có hàng chục tỷ, trăm tỷ, họ để lại một cái giống như Houston đó, khách sạn Houston đó. Bây giờ cái ông mà ông Houston ông chết lâu rồi, bây giờ đứa con gái, đứa cháu ngoại ông thừa thưởng. Nhưng mà thật sự là nó chỉ là lấy tiền nó hưởng, nó sống đời này qua đời nọ. Nhưng mà những cái khách sạn Houston nó vẫn còn lưu truyền khắp nước Mỹ, nó cũng sanh ra tiền lời để đóng cho Mỹ. Ở Mỹ này nếu mà ngồi mà tính á, không có tới chừng 100-200 người giàu nữa mà nuôi cả mấy trăm triệu nước Mỹ thành ra hùng cường giàu mạnh rất là dễ dàng. Chỉ có Việt Nam mình á, là lựa mấy người giàu đi giết hết, đó là chính sách của Trung Cộng. Và đồng thời nó cũng tâm linh siêu lắm, nó biết cái thằng nào cốt chuột hay cốt mèo hay là cốt con gấu hay là con gà ăn vịt á, là nó cho lên làm chức bộ trưởng, cho lên làm chức thượng tướng, để mà đừng có cái đầu khôn mà để hơn nó. Cho nên nó có thần thông, nó bấm giống như sư phụ bây giờ biết bắt trọng là ai nghe, bắt chính là cốt gì nghe, bắt thưởng là cốt gì, tức cười luôn á. Nhiều khi nhỏ hơn mấy con nữa, cái chức của thế gian nó trả lại gì hết á. Thì nhưng mà con người của mình sống mà khôn mà thành đạt được là nhờ là cái cốt và cái lại gia thức, cái đó là thật. Còn cái body này hay là sanh ra một cái gia đình giàu có chẳng lại gì hết á, nhiều khi là vô để phá hoại cái gia đình giàu đó cho sập nữa. Cho nên cái cốt là quan trọng. Thì ở bên kia nó ngồi nó bấm cho mấy con chuột này lên làm lãnh đạo nước Việt, thủ tướng hay là bộ gì gì đó, để cho nước Việt đừng có dễ sai dễ biểu. Đó là có cái đó nữa. Còn bây giờ trong tương lai mình coi ngược lại nó, tao cho cái con gì ngu nhất thế gian ta. Ok rồi, cho con bò đầu thai làm cháu ngoại của Tập Cận Bình. Để sau này nó trả Hoàng Sa, Hoàng Sa này rồi sẽ lấy lại cái này để cho Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Kông nhập trở lại thành nước Việt. Tại họ người Việt á,
Chiếc bò là cho đầu thai. Xin chào, ở trên là xỉa xuống cái là ông bò đầu thai làm tổng bí thư của Trung Cộng. Chưa. Muốn nói ai nữa. Đấy hả, bò Hàng có ông bò nghe. Bò chuyên tâm dễ sao. Chưa có bò đâu có đi theo được sư phụ. Vô thăm nhang nữa đi công chúa. Đốt một cây nữa đi. Một người như vụ sống giữa hai cõi, mỗi người với cõi trời, thì cũng phải tuân theo cái luật lệ của cõi người, tuân theo luật lệ của cõi trời. Thời này thấy cũng lạ. Thật sự tất cả nhân loại, ai đa số em trên dù thấy trên 40% là cõi trời và cõi thấp thấp rớt xuống, tự họ không biết. Nhưng mà ngược lại cũng có, mình chỉ nói là người Mỹ, người Việt, Á Châu rồi. Còn mình nói về người Nam Mỹ hay là Phi Châu thì dĩ nhiên họ là tự thú rồi. Nó có sự phân biệt mà nó phải là kỳ thị. Nó ở cái tầng lớp não đầu thai vô cái lớp đó để đúng với cái environment đó. Chứ chưa thiên như mấy con mà đầu thai qua Mỹ chịu đâu có nổi. Vô gặp mấy thằng quỷ với Atola với dạ so đầu thai bệnh nó dữ lắm. Thì những người cõi thiên xuống đây 30-40% sống chung với quỷ, chung với thú, chung với dạ so, chung với Atola, nhưng mà lại không biết. Mà ngược lại những người cõi thiên là giống như những nam tiên nè, tiên ông đang ngồi đặng hai ba ông thì lại hiền hiền, ít nói là tiên ông rồi phải không, thì lại cua gái dở. Thì mấy tiên nữ không có thích. Còn quỷ dương dạ so trời ơi, miệng lưỡi của nó dữ lắm, cọp đồ với thú bò rồi ngựa rồi, tụi nó là sức lực phải không, steroid rồi, lại mấy tiên xuống trần khoái. Cho nên từ đó mới có những cái chuyện mà ly dị gia đình á, vui vui lúc đầu nhưng mà khổ, khổ về sau. Đó là gì? Đó là tự vì tiên chúng ta xuống trần á, còn mê trần là những mẹ mới nói, thì đó là thử thách. Còn những ông tiên xuống trần trời ơi dở mấy vụ đó, còn mấy thằng quỷ dương thú này giỏi vụ đó, chứ nhiêu thôi mà nhân loại không có hiểu được. Thú là ai còn biết rồi đó. Ở đây thụ quen trời ơi, mấy con Mỹ đen là thú đã số nhiều á, ít có tiên á, cái châu rồi. Thì mấy con cũng nhìn biết, bởi vì cần, mấy con cần phải hiểu về cái cốt và cái tầng lớp nó có cái label. Bởi vì trong kinh cũng nói, hay là bề trên cũng có nói, mỗi người cái thần hồn khác nhau, thấp khác nhau, mỗi người thành Phật khác nhau, thành Phật bây giờ hay là thành Phật 1 tỷ năm sau, hay là 1.000 Phật tại thế mới thành Phật, độ nó lâu lắm. Thì là cũng là do mấy cái đó. Mình phải biết nhận thức là những cái thành phần nào mình nên kết hôn, mình nên quen. Nhưng mà đa số cõi trời xuống nó nhẹ nhàng, nó không có vũ phu phải không. Hoặc nào vũ phu là không biết, một là cõi người, hai cõi thú. Mấy người cõi trời xuống người ta nhẹ nhàng lịch thiệp, giống như hỏi sư mẫu đây, chưa bao giờ sư phụ lớn tiếng cho bả hay quýnh bả. Mỗi lần mà cúc tiên cũng có nóng đó nghe, bả là tiên là tiên cũng thôi anh đi lên núi nha, em ở nhà em la cho đã nghe. Xong bả tức chạy tay xe thường cũng lái đi rồi, vậy chắc ăn quá không. Chưa bao giờ cứ vậy đi. Ví dụ như ở nhà con phải không, mỗi lần Hoàng mở chọc thôi tôi đi Thiên Long Cung tôi đốt nhang cha mẹ nhé, ở nhà anh la cho đã.
thì mình đây mình cũng như Thiên Long Sơn này. Ra mà xong rồi cũng vui nữa. Không có chuyện nó la, nó không có người la hỏi cũng chạy ra Thiên Long Giang cũng được á. À, Thiên Long Giang cũng là mục đích đó. Nếu mà dân Houston mà biết trân trọng Thiên Long Giang ở ngoài đó đó, họ mỗi lần có chuyện gia đình nó không biết chạy ra ngoài chơi với thằng Long vòng vòng ngoài đó, đốt cây nhang cho ma hồ. Ông thấy thằng này coi bộ được á, ông gãy lưng nó một cái là xìu xuống liền, không hết giận lên liền. Còn hơn là có nhiều thằng ngày qua mình đi chợ về Hồng Kông 4 hả, nghe đâu có người bắn ai ngay cái chỗ sạp rau hả. Đó, thấy không, chỉ cần nóng nảy chút xíu thôi là hai mạng người xuống địa ngục nữa. Cái ông bị bắn á, ông cũng không có được lên thiên đàng, tại ông chết bất kỳ tử, ông cũng quốc. Còn cái thằng mà đi bắn á là khỏi nói rồi, mày xong. Cho nên cả ai cũng không có lợi. Mà ngược lại cái ông bị bắn là cái nghiệp. Ví dụ như ông biết Thiên Long Giang sớm, ông qua ngoài ông khấn, ông chơi thì ông cải tâm, thì nhiều khi cái nghiệp đó của ông thay vì bị người ta giết thì bị sơ sài thôi. Hoặc là cái người mà thù ổng á, thấy ổng đi ra ngoài Thiên Long Giang lại Phật, lại cha lại mẹ, thì cái thằng đó nó thấy mày bữa hổm mày dễ ghét lắm, sao bây giờ mày thay đổi vậy? Nó cũng thay đổi cái tư tưởng đó, đi trả thù phải không, thì cũng là cải cái nghiệp thay vì phải bị chết. Ngoài Thiên Long Giang là giao hết cho đệ tử Hồi Thiên ở Houston. Mang được người vô không là do mấy con hụ bển cũng ít qua đây, lâu lâu qua có mấy ngày. Mà nhớ cái buổi tức cười lần đầu tiên mua ở đây, xong cái lúc đó chưa có tính nhận đệ tử Houston nhiều. Cái đêm đó mẹ nói ngày mai mẹ con mẫu đó luôn, mẹ nói ngày mai con giao duyên hết đệ tử ở đây đi, họ cũng là người tốt mà. Thôi mới quản hồn, thì bữa đó mới nói với mấy đứa Mỹ Hạnh đó, mới tìm ra được cái chỗ đó kêu là gì. Thì bữa đó mới có mấy con ngồi đúng không, chứ bữa đó chỗ đâu có cái plan đó, là không có nằm trong chương trình đi đó. Thì con thấy cái viên nhỏ xíu vậy thôi mà giờ có cả đống, thì mình đâu có biết chuyện gì, nhưng mà phụ biết chắc và ông Hoa Hồn không có nói láo cho phụ. Nói sau này Thiên Long Giang chỗ của người ta vô đông lắm, bây giờ mình thấy còn ít không, lơ thưa. Lơ thưa, nghe lời ổng thì đúng. Tại vì ăn thua cái đức hạnh của mấy con á, mình làm đúng, người ta tới mình đừng nói chắc quá, mình phải cởi mở. Tại vì họ bình thường mà mình cũng giống như lịch thiệp mà tiếp đãi bạn bè vậy đó, nói chuyện đàng hoàng. Cái ông Long á, tánh nó cũng cọc á, vớt lại quá không, để mà cho người ta từ gần với mình. Tại vì một người mà đi ra mà không thích Thiên Long Giang, người ta về ta đồn đồn thêm nhiều người, thì mình ăn thua, mình giao tiếp, giao tiếp đàng hoàng lịch thiệp, đừng kêu ta làm gì hết. Trước tiên ta tới ta thích đốt nhang cho ma hồ, đốt nhang mẹ đốt, không đốt ta tới ta ngó cũng được, đừng có làm gì dị ứng ta nó. Đó, đừng có bao giờ kêu tại vô thiên tâm hay gì. Từ lúc mà sổ ra đời để độ chúng sanh tới ngày hôm nay gần 6 năm, nói tràn gian đại hải, gần 5 năm trời đâu phải là ít lời đâu, quá trời nhiều lời. Mà chưa bao giờ có câu nào đứa đệ tử nào mà nghe được mà bỏ lên mạng này bắt lỗi lại sư phụ để chấp á. Ờ, theo đạo của tôi nghe, đạo tôi tốt, có ai mà nghe Thiên Tấn Kiệt này nói câu đó không? Theo đạo Thiên Tâm nha, đạo tôi tốt, chưa bao giờ không nghe đấy, chưa bao giờ, chưa ai theo đạo. Ồ, để làm đệ tử tôi nghe, tôi là thầy tốt, chưa bao giờ. Mà ngược lại mấy ông này quốc danh á, mấy ông có cái đó, mấy con coi lại đi, có biết nào phụ nói hai câu đó không? Theo đạo Thiên Tâm tôi nghe, tôi là tốt. Không có. Để tự Thiên Tâm là tự nguyện, tự nhiên. Đi về trời mà Thiên Bát Nhã bán vé không đồng,
đâu có cần phải đi quảng cáo hay là đi chiêu dụ ai đâu. Chưa giờ kêu ai á, đừng đốt nhang nghe, đốt nhang đốt tiền vô nhang chuyển ngân đi. Mà trong khi đọc kinh á là dân hương, đúng không? Tại vì mấy vị á là xuống trần sợ cái trái đất mình hiện giờ là cái hành vai đó mình nó hôi nó thúi, cho nên thường mới kêu sư mẫu vô đốt nhang hoài á, để cho cái mùi thơm á. Tại mấy vị đâu có phải như mình là bị ung thư phổi đâu, phải không? Đâu có bị asthma xỉn gì đâu, cứ đốt nhang thoải mái. Chỉ mình thì mình sợ thôi. Vậy mà hỏi nhiều thấy tức cười á, chỉ ngắn này không có đốt nha, phải đốt nha, tại vì để khử cái mùi thơm đó. Nhưng mà về vấn đề sức khỏe của mình á, xỉn đồ á, đừng có ngửi mấy cái đó nhiều, không có tội. Vừa bị xỉn vừa sợ nha. Ngồi thiền á, thí dụ như sái tịnh á, dù chỉ đốt cây nhang mà loại ngắn của Nhật á, nó có mùi thơm là đủ rồi, giống như 2 tuần á, nó bay lên trời nổi chút xíu thôi, nó bay cũng đâu có lõn tới mình ngửi đâu. Còn mà đốt cái cây mà dài thòn kiểu này là xong luôn á, xịt mấy chai vô hầm. Nhiều đứa không có bị xỉn đâu, ok, dù bị xỉn. Có ông thầy rất là nổi tiếng Việt Nam, ông nói không có vong linh, không có ma, nếu có ma, ma hiện ở ban ngày. Ổng là ma rồi, ổng hiện nguyên hình đó, làm gì đã nói tu mà lại không có tin chuyện là không có ma, thấy tức cười nhiều không? Nói chuyện kiểu gì mấy ông nói giờ cũng được, trời ơi ma quá trời rõ luôn. Lâu rồi, ok rồi, vô mình ăn cơm đấy, mấy vị chắc cũng dùng xong.